thôi. Cứ quy cho cảnh sát vậy. Chụp phải không? Cái gì? Quận binh mà. Ừ. Đây chiếc winner của mình đi vượt Tây Bắc nha các bạn. Đang ở quảng trường Ba Đình nè các bạn. Đây là chiếc winner với xã yêu của mình đây nè. Đó, mình thấy không? Đây là cái bãi giữ xe để đi tham quan lăng Hồ Chủ tịch với quảng trường Ba Đình, tòa nhà Quốc hội nha các bạn. Đây là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nha các bạn. Này là đóng cửa để bảo trì 15 tháng 8. 2 tháng. Ngày cái gì? Còn đâu? Đấy. À, trong mạng nó nói vậy mà. Đó. Đi 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 theo cái đường đó đó. Nó dắt mình đi vô tới đó cái quẹo vô rồi ra. Quá nắng luôn. Mày muốn chụp hình thì ra đó đứng ra chụp. Này là đấy đi duyệt binh rồi luôn nè, cái khán đài, hai khán đài hai bên nè, có cái bậc thang ngồi đó thấy không? Rồi khách người ta ngồi, quan chức người ta ngồi đó, đó duyệt binh duyệt đây luôn nè. Đây là cái quảng trường Ba Đình, cái nhà Quốc hội á. Đây thì bác nằm yên nghỉ đây, đi lên cái bậc thang đó, thấy không? Rồi quẹo vô rồi thăm xong rồi đi vòng con kia ra luôn chứ không có vòng trở lại. Rồi ra kia, vòng ra chỗ này. Chị ơi, bây giờ mình sẽ di chuyển ra trước quảng
Trà đậm dữ. Tôi uống nghe anh đã. Chiến lăng bác các bạn ơi. Con thường miền Nam là thăm lăng bác nha. Đổ lửa luôn. Đang sửa trụ cờ á, thấy không, đang bảo trì á, miếng trộn mát mát à. Ra được không? Ra được là bỏ cái thuốc lá. Hên có cái quẹt. Bỏ thuốc lá đó là ra bỏ luôn. À, hên nãy nó không có giữ cái quẹt chiếc bông. Ôi đi đâu nát đây? Cái gỗ quẹt ra quán bỏ trong quán trời. Một quẹt quá trái nổ nó không cho vô. Bảo tàng nhỉ.
Ok. Anh chụp một cọc rồi. Học sinh đi nữa rồi nè. Có lên không? Lên xếp đồ cho rồi lên đây tôi đứng với. Quay xuống rồi Nam. Này quay phim nhé, chụp hình. Rồi đứng đây chụp cho. Dòng đèn chú cho mát đi. Mình lên đây hả? À, nó lục vùng liệt. Đây là nấm. Cái Năm đứng đây nè, chụp cho Năm tấm hình. Tôi đi 2007 giờ mười mấy năm mà đi theo đoàn đó đâu có nhớ. Hả? Không. Ôi, kiểm tra anh lên. Đặt thôi kiểm tra. Thôi. Chụp đi đã, thì họ chụp đi giờ. Ừ. Và vô đây tôi đứng đây chờ. Thank you.